Ok, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau quay trở lại với một cái series nữa. Vâng, series này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt 15 em sâu nhá, trong thời gian tầm khoảng 6 phút rưỡi các bạn ạ. Đâu rồi, mày vào đây, mày vào đây. Một thanh niên rất là to béo. Wow, 2 con luôn các bạn ạ. Khá là bự. Sẽ thịt em áo tím này trước. Còn thanh niên nói là làm. Quá là uy tín luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay sang mình tiêu diệt tiếp cái con sâu to này các bạn ạ. Wow, rất to luôn. Em rắn này chắc là nằm ở top 1 server. Chưa thấy cái đầu của nó các bạn ạ. Thanh niên trốn rất là kỹ. Đây rồi. Ô, thanh niên lại rụt đầu lại rồi. Ui, tí nữa thì bay màu chào luôn. Vâng, em ấy đã phạm phải một sai lầm rất là lớn các bạn ạ. Vâng, quả xác cực kỳ uy tín luôn. Rất là nhiều đồ ăn. Ok, mình đã lên được top 10 server. Đã có 35.000 điểm rồi. Đây rồi, một thanh niên nữa. Một miếng mồi béo bở đã xuất hiện. Ok, quá thơm luôn các bạn. Đây rồi, chạy đâu cho thoát. Uầy, có đồ ăn luôn. Thôi xong. Ui, tí nữa thì toang. Mày thế nhỉ. Đúng là nhân phẩm tốt nó khác. Đấy, nhân phẩm tốt nó khác anh em ạ. Nhân phẩm không tốt là nó cứ như vậy đấy. Đồ ăn dâng tận miệng thôi. Đâu rồi, lại có một thằng nữa. Vừa mới toang xong. Tí nữa thì toang. Một bẻ lái thì có thể là đi thẳng vào lòng đất luôn anh em ạ. Đó, nhẹ nhàng thôi, chạy đâu hả chú em. Ngọt như mía lùi luôn anh em ạ. Đây rồi. Một con mồi rất là béo. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ok. Ui, tổ thế nhờ. Vô tình lượm được bí kíp các bạn ạ. Phải nói là to vãi nhái luôn. Wow. Uầy, bình tĩnh. Không vội vàng gì. Khu vực này rất là nguy hiểm các bạn ạ. Vâng, em xúc xích khá là to. Rất to và đẹp trai. Đây rồi. Mình sẽ bao vây em ý các bạn. Âm mưu của Thành không quý. Nó mọc cái đuôi rất là nhanh luôn. Quá hay luôn. Đây rồi, cái đầu của nó đây rồi các bạn ạ. Cơ hội để chúng ta tiêu diệt em ý. Mình sẽ cho em ý một quả quay xe nhá. Đâu, cái đầu rồi. Tạt đầu cũng được. Ái da, đồng đấy. Đồng vui đấy. Đồng vui đấy. Ok. Wow, đồ ăn rất nhiều các bạn. Và đồ ăn free rất nhiều. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để quay xe với em ý. Lượng cháo rất là quyết đoán anh em ạ. Pha quay xe cực kỳ quyết đoán của thanh niên xúc xích. Ok, mình đã lên được top 8 server với 54.000 điểm rồi. Hai thanh niên sát thủ. Và skin Halloween rất là đẹp các bạn ạ. Chạy đâu? Đi đâu? Dạ, đi đâu? Ôi, đơn giản vậy. Quá đơn giản. Rồi lại có đồ ăn free này các bạn ạ. Thơm như muối mít. Ấy giời, chạy đi đâu hả chú em? Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm con top 1 để mình tiêu diệt nó. Nãy giờ chưa thấy em top 1 nào to cả các bạn ạ. Top 5, top 6 thì thấy rồi. Đấy giời, lại có đồ ăn rồi. Là nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt. Wow. Đỉnh cao con ngao ngao. Và đẳng cấp là đây chứ đâu. Hai pha quay xe liên tiếp anh em ạ. Double kill. Oh yeah. Thanh niên này bé quá, chắc tha cho nó luôn. Không tiêu diệt nó, sẽ đi kiếm con to hơn các bạn ạ. Ôi, nhưng mà hình như nó va phải mình rồi. Đó, nó va phải mình rồi các bạn ạ. Quá đáng tiếc cho em ý. Vâng, em xúc xích cũng không dám ăn đồ ăn luôn. Bỏ chạy luôn các bạn. Wow, đồ ăn free rất nhiều đồ ăn free. Và một cái xác rất to và dài các bạn ạ. Quấy, toang rồi, đẹp thế nhờ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục một trận đấu nữa. Nói với chúng tôi. Thanh niên này hên đấy nhá. Đấy rồi. Chạy đâu cho thoát. hên này. Vàng hay đực nữa không? Quay xe, quay, ui đèn thế, rất là tỉnh luôn. Ok các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục một trận đấu nữa. Bây giờ lại phải làm lại từ đầu thôi. Mọi thứ còn đang ở phía trước. Lượm chào em này cái đã. Đó. Đỉnh cao con ngao ngao. Đỉnh cao con ngao ngao. Chạy đi đâu hả chú em? Vẫn còn cố gắng à? Cố gắng làm gì hả chú em? Xong rồi, toang rồi. Đó. Bánh màu ngay tức khắc. Mình sẽ cuộn con này luôn. Oh yeah, oh yeah. Chạy này. Miền này nói nhoi thế nhỉ? Lòi nhoi thế nhỉ? Chui đầu vào giọ các bạn ạ. Quá đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm con top 1 để mình tiêu diệt nào. Top 1 vẫn chưa xuất hiện các bạn ạ. Đi cả một vòng trái đất rồi vẫn chưa thấy top 1 xuất hiện đâu cả. Lại phải đi ăn với con bé bé này nữa. Đó. Hai pha quay xe rất là đỉnh cao. Ăn lượm chào em này luôn. Chạy rồi. Bây giờ bỏ cánh thì mới chạy được thôi. Wow, một em sâu 7 mắt. Sâu 7 mắt này. Vẫn chưa thấy thanh niên top 1 xuất hiện các bạn ạ. Top 1 để trốn rất là kỹ luôn. Ái da, lòi nhòi thế nhỉ. Ui, tí nữa thì toàn này nhỉ bạn này. Hên thế. Đây rồi, chạy đâu cho thoát. Một con gà hoa mơ. Ái da. Láo nháo nhờ. Cái này này rất thích cà khịa với mình các bạn ạ. Cà khịa với anh này. Chú em đã phải một sai lầm rất là lớn. Ôi, đen nhờ. Pha đó mình lại chạy nhanh nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.